Ba ba chồng cái gì cũng tốt hết trời. Mẹ bốn nhờ các cô chú like giúp video giùm mẹ bốn nè. Sau đó đăng ký kênh nè. Nhớ là nhấn cái chuông nè để theo dõi thêm mẹ bốn ra video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. À, mẹ bốn xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Baby Boost Channel. Hôm nay á, là mẹ bốn muốn chia sẻ cái một cái chị ho cho các bé nhà của mẹ bốn mới mà bằng lá rau tầng đó cả nhà, bằng lá cây nè. Chị ho heo có đông y á chị cả nhà, thì cái này á, cái rau tầng này rất tốt, là nó là bài thuốc để chị ho, nên hả mẹ bốn thấy hay hay mẹ bốn chia sẻ cho các bậc phụ huynh nào mà mẹ trẻ nào mà không biết cách chị ho cho con á, thì hãy xem video này của mẹ bốn nha, và nhớ là like và đăng ký kênh ủng hộ gia đình bốn nha. Cái bài thuốc này á, là tại vì uống thuốc tây nhiều quá thì nóng, khi nào mà nặng lắm thì mình mới uống thuốc tây, còn nào mà nhẹ nhẹ thì cả nhà cái mẹ trẻ nên cho bé bạn nhỏ là uống cá lao tầng này, rau tầng này rất là tốt nha. Đó, ra tầng nè. Thì bây giờ mẹ bốn sẽ chỉ cái cách mà chưng lấy nước cho các bạn nhỏ uống nha. Thì bây giờ mẹ bốn sơ chế cái này rồi cho cả nhà xem nha. Bây giờ mẹ bốn cắt nhỏ cái lá ra nha cả nhà. Cái này mẹ bốn rửa hết rồi. Mình cắt hết nhỏ ra nè. Cái lá rau tầng này, cây rau tầng này là chuyên trị ho nha cả nhà. Rất là tốt, uống rất là tốt. Bây giờ mình bỏ qua cái tô nha cả nhà. Bây giờ mình cũng hái chanh nhỏ ra nha cả nhà. Cái này tắt chứ canh gì? Mình hái ta tắt ra nha. Tắc này là tắc nhà mẹ bốn trồng á, nên nó rất là thơm nha cả nhà, chứ không phải giống như tắc ở ngoài kia trồng nó có phân bón chích á, thì cái nước của nó không có thơm, cái trái nó không có thơm. Còn tắc mà nhà mình trồng á, cái vị nó rất là thơm nha. Mẹ bốn cắt như vậy mà nó chua mà nó thơm cái mùi tắc á cả nhà. Bây giờ mình cũng bỏ vào cái tô nha. Chờ đến gừng nha cả nhà. Thái mỏng ra nha. Và mình chuyển qua cái tô luôn. Đó, mẹ bốn bỏ đường nha cả nhà. Cái này mình sử dụng đường phèn nha, cho tốt nha. Thì nếu mà mình bỏ đường nhiều cho bé nó ngọt cũng không sao nha cả nhà. Cái đường này là nó tốt hơn. Nếu mà làm được ít quá thì nó chua, cái bé không chịu uống đâu. Và kèm theo cho tí muối nha cả nhà. Bây giờ mẹ bốn đã chuẩn bị xong cái phần cái tô mà
chị ho cho cái bé về cây gao nhà chồng nha cả nhà. Thì chị có gao tằng nè, tắc mà nhà chồng nè, gao tằng cũng nhà chồng nè, gừng nè, mẹ bốn mới đang trồng nhưng mà nó không có lên nhiều nên mẹ bốn không có hái. Gừng này mẹ bốn cũng mua rồi, đường phèn và một tí muối thôi. Thì bây giờ mẹ bốn trưng cho cả nhà xem nha, và chúc cho bé bốn uống nó như thế nào nha cả nhà, tại vì bé bốn bị ho. Bây giờ mẹ bốn bắt lửa lên nha cả nhà, để lửa to nha. Mẹ bốn có ra vườn hái lá dứa nè cả nhà, và bỏ vô chân cho nó cái mùi nước lên nó thơm. Tại nhà mẹ bốn hay bỏ chân cái gì mẹ bốn hay bỏ lá dứa vô cho nó thơm nước đó, bỏ vô. Sau đó mẹ bốn bỏ cái tô này vô nha cả nhà, cái tô mà hỗn hợp chị ho cao tầng nè. Bây giờ mẹ bốn chưng trong vòng khoảng 15 phút, sau đó mẹ bốn lấy ra cho bé bốn uống nha. Các bạn nhỏ nhà mẹ bốn á, nếu mà nặng á thì mình mới uống thuốc tây đi bác sĩ, còn mà nhẹ ho nhẹ cảm nhẹ á, thì mình nên làm cái này, hạn chế uống thuốc cho các bạn nhỏ nha cả nhà. Và nhớ là like với đăng ký kênh ủng hộ gia đình bốn nha. Bố mẹ bốn xin cảm ơn các cô chú các anh chị và các bạn đã xem video nhà mẹ bốn nha. Sau 15 phút rồi á, là ok mẹ bốn tắt lửa nha cả nhà. Thì mẹ bốn mở ra đó, nó bốc khói lên luôn rồi đó. Wow, thấy chưa, thơm mùi tắc nè, thơm mùi gừng nè, thơm mùi gao tằng nè, và cái vị ngọt ngọt của đường phèn nó bốc lên nữa, và thơm mùi lá dứa nữa nha cả nhà. Chứ cái gì là mẹ bốn hay để lá dứa lắm. Rồi bây giờ mẹ bốn nhắc ra cho các bạn nhỏ nha. Mẹ kìa. Nói lên, không có gì hết á. Coi à, giỏi nè. Ôi, bốn giỏi quá. Hình đẹp quá, hình đẹp quá. Khóc, ông khóc, ông khóc. Ông uống thuốc, ông khóc. Nè, 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 để thêm miếng nữa. Nè hay ngủ đó, ngủ đó nè. Nè nè nè, nè giỏi nè, giỏi nè. Giỏi giỏi giỏi. Ồ. Ngon không? Ngon mà. Nè. Ngon không? Bây giờ không phá rồi đó. Thêm muôn nữa, thêm muôn nữa. Nè. Chúng nhỏ rồi nè 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 ôm thêm muốn nữa ôm giỏi quá. Bye bye cô chú ơi, bye bye, chào đi, chào cô chú ơi, chào. Bây giờ không phải.